gửi anh em luôn cái The One DCD999, cái hàng Việt Nam nha anh em, mới chăm chăm. Thì nó là XRP, hàng Mexico thì nó là 20V. Rồi, cái này mới chăm chăm. Thì mình set cho một anh em cái sạc 118 và cái pin nó trầy trầy xíu, cũng của Việt Nam. Đấy. Rồi, set đây là 6 triệu cho anh em đi rút lõi con tường ha. Pin chính. Nếu mà cái này nó mới chăm chăm và cây này có tay cầm thì giá nó khoảng 5 triệu 6 triệu rưỡi. Còn cái này thì trầy xíu thì mình tính là tất cả là 6 triệu. Chịu một cái combo như cái hình của anh em xem ha. Rồi, cảm ơn anh em.